Dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã đến kênh YouTube Chuyện Ngọc Family Channel. Và lời đầu tiên xin chào mến chúc đại gia đình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn thú vị khi xem những clip kể chuyện của em nha. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép gửi đến cho quý vị một cái bí mật động trời, cách để làm cứng lên. Thì nghe xong ai mà chịu nổi. Đây là một cái câu chuyện thầm kín mà em nghĩ rằng rất ít người chia sẻ, và cũng có rất là nhiều người cần clip này. Bởi vì trong thời buổi hiện nay thì cái chuyện này nó khó nói lắm. Nhưng ngày hôm nay em xin phép kể một cái câu chuyện ngắn. Thì qua cái câu chuyện ngắn này thì quý vị và đặc biệt là các anh chàng những đứng mày râu sẽ biết được cách nào để làm cứng lên nha, và như thế nào và ra sao. Thì cái câu chuyện mình cùng vào chủ đề ngày hôm nay ấy. Câu chuyện này nói về hai cái cô chú này cũng khá là lớn tuổi rồi, nhưng mà cô vợ thì cũng lớn tuổi nhưng mà cũng rất là thích cái chuyện đó. Còn cái anh chồng này thì cái ông chú này thì lớn tuổi quá rồi, cho nên là người ta thường nói á, khi mà mình còn trẻ thì nhiệt huyết nó nhiều, khi mà cứng cứng tuổi chút rồi á thì nhiệt huyết nó bớt lại, mà khi lớn tuổi quá rồi thì nó cũng giảm rất là nhiều. Nhưng mà anh chồng thì mặc dù lớn tuổi chứ cũng rất là cưng chiều bà vợ. Bà vợ không hiểu sao bà lớn tuổi bà lại thích cái chuyện kia lắm, mà bà nhu cầu bà cao dễ sợ luôn. Mà hai vợ chồng thì đã sống với nhau rất là nhiều năm, mấy chục năm, mà có con và có cháu nội luôn, cháu ngoại luôn rồi. Nhưng mà hai chồng giống như hai chồng son vậy đó. Nhưng mà bây giờ anh chồng cũng như là cũng không biết làm sao để chiều bà vợ, làm cho bà vợ vui nữa. Hai chồng cứ gầu gỉ ghét vậy đó, mà nhiều khi muốn tâm sự với con cháu để tìm hướng nào giải quyết, nhưng mà cũng không biết làm sao hết trơn, cũng ngành đành chịu trận thôi. Thì đến một ngày là cái ông chồng cũng đang nằm cái võng đu toàn ten, cũng buồn vậy nè, đó, ngồi nhìn xa xăm muốn làm cái gì cho bà vợ mà không biết làm sao. Thì bất ngờ có thằng cháu nội nó đang ngồi dưới đất. Nó ngồi dưới đất mà thằng cháu nội khoảng chừng 7 tuổi à. Nó ngồi cái nó làm cái gì á, nó lấy cái cây á, nó khều khều con trùng lên vậy nè. Mà lúc đó con trùng nó mềm sụm, nó quăng quăng quéo 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 vậy nè. Cái lúc đó nó không biết làm sao nữa, ổng cũng đế, ổng nằm đế, ổng thấy cháu nội ổng làm gì trơn. Cái một hồi thằng cháu nội nó đem nó nhét con trùng lại chỗ cũ. Hay quá. Cái ổng mới nghĩ là cái của ổng với bà vợ, cái ổng mới nghĩ là một cái kế hoạch. Trời cháu nội ơi, hồi nãy á ông nội nằm đây nè, ông nội thấy con làm cái gì hay quá, tự nhiên á con trùng lúc mà con lấy nó lên nó mềm mà nó quăng quăng quéo quéo, tự nhiên cái con nhét nó vô cái lỗ lại, mà sao mà nó có thể vô được vậy, tại vì lúc mà nó mềm sao nó vô được cái lỗ được. Cái bắt đầu cái sao mà con lúc nhét lại thì nó tự nhiên con làm con trùng nó cứng lại, còn con nhét vô được hay vậy. Thì cái đứa cháu nội nó mới nói, dạ ông nội biết không, cái này dễ lắm, con làm hoài ha. Cái ông nói, trời hay vậy con làm sao con chỉ ông nội với. Thì cái thằng cháu nội nó mới nói, chứ nít mà nó đâu biết nói xạo đâu, nó làm sao thì nó kể y gan vậy á. Dạ ông nội biết không, thì dễ lắm, lúc mà con lấy con trùng lên thì lúc đó con trùng nó còn mềm mẫm, nó quăng mới quéo, nhưng tới khi mà con nhét vô cái lỗ đó thì con phải làm con trùng nó cứng thì con mới nhét vô lỗ được. Thì ôi giờ con làm sao con chỉ ông nội con làm sao, ông nội cũng không biết làm sao mà nói nữa, ông nội cũng thắc mắc muốn con. Thì thằng cháu nội mới nói, chứ thì con lấy cái keo xịt tóc của má con đó ông nội. Con kéo con trùng giãn ra, cái con xịt keo xịt tóc lên, cái tự nhiên con trùng nó cứng đơ lại, cái con nhét vô chụp cái lỗ đó. Ông nội thấy con hay không? Trời ơi, cháu nội của ông hay quá vậy con. Người ta nói là con hơn cha là nhà có phúc, mà bây giờ con hơn ông nội luôn, mày còn hơn cái gì nữa. Bây giờ ông nội phải thưởng thôi, như là giỏi quá phải thưởng. Ông móc trong túi ông ra 5.000 đồng, ông nói bây giờ ông nội cho con nghe không, con cầm tiền này nè, con đi mua cà lem con ăn đi. Trời ơi giỏi quá con ơi. Trời ơi nhờ con mà giờ ông nội biết cách rồi. Cái ông nội nè, tối hôm đó ông mới nhớ những gì thằng cháu nội ông nói chỉ cho ông đó. Ông ăn, ông chôm cái chai xịt tóc của đứa con dâu, ông để ngay cái đầu giường nằm ông với bả. Tới tối bắt đầu cái ổng cũng tắm rửa xong sạch sẽ thơm tho rồi hai chồng đi ngủ đó. Hai chồng già mà cưng nhau lắm. Thì bữa nay ông ghẻ ổng không có nói cho bà vợ biết, ổng muốn làm cho bà bất ngờ. Bắt đầu ổng mới làm cái đó, ổng mừng bà. Nhưng tới khi mà tới cái giai đoạn cao trào rồi thì ổng bắt đầu ổng lấy cái chai xịt tóc ra, ổng xịt cái của ổng. Rồi bắt đầu ổng cũng làm đi gan vậy đó. Thì bà vợ bà không ngờ, trời ơi sao bữa nay chồng mình nó tao nói khác mọi ngày dữ lắm nha. Thì làm xong xuôi xong bà vợ bà vui quá, bà mừng quá. Cái bà mới hỏi anh chồng nằm kế bên cũng hỏi, ông ơi sao tôi thấy bữa nay ông giỏi quá, trong bữa nay ông hay quá, làm tôi thích quá.
mà sao mà hay quá vậy ông? Ông nói cho tôi nghe đi, sao bữa nay ông hay vậy? Ông có cái bí quyết gì hay vậy? Thì ông cười mím, ông làm gì nè, bà thấy bữa nay chồng bà không, chồng bà bữa nay dữ không, bữa nay anh dữ quá trời luôn, quá mạnh luôn. Ủa mà làm anh làm sao hay vậy? Trời ơi bà biết không, cháu nội của bà mình nó giúp mình đó. Ủa cháu nội mình làm gì có liên quan tới chuyện này vậy ông? Ông kể tôi nghe coi. Trời ơi, ông nói làm tôi tò mò quá. Trời ơi thì đó, hồi chiều hôm đó nó tôi thấy thằng cháu nội mình đó, nó mới làm con trùng, nó lấy con trùng lên ngồi chơi, xong rồi nó nhét con trùng lại chỗ cũ, nó lấy cái tóc nó xịt một cái là con trùng cứng đơ, rồi nó nhét lại chỗ cũ, cái tôi mới nghĩ là cái của mình, tôi mới làm, bà thấy hay không? Trời ơi đất ơi, cháu nội mình ha ông, trời ơi sao nó giỏi dữ vậy? Bây giờ á nó giỏi vậy mình phải thưởng nó chứ không, bây giờ mình thưởng nó thêm 10 ngàn nữa đi, để nó mua bánh ăn, mua kem thêm ăn đi, chứ bây giờ vậy là ít lắm á. Cái bắt đầu ông đưa 10 ngàn của tôi nè, ông cho nó nghe không, ông nói bà nội cho nghe không? Ông thì ông mới nghe lời bà, ông nói trời cái này chắc là nó thấy nó mừng lắm, thôi để tôi ra tôi nói nó nha. Cái qua ngày mai ông cầm 10 ngàn, ông thấy thằng cháu nội đang ngồi dưới đất cũng đang làm gì đào đào bới bới vậy đó, mà nó cũng suy nghĩ, nó cầm con trùng nó cứ cầm nó nhìn nó suy nghĩ riết à. Cái ông mới lại gần, ông mới nói à cháu nội ơi, ông nội cho con 10 ngàn nè, ông nội cảm ơn con nghe không, hồi hôm qua trời ơi bà nội con vui hết bức, hồi đó giờ bà nội con chưa bao giờ vui vậy luôn, bà nội cho con 10 ngàn thưởng cho con, tại vì con có một cái nghiên cứu khoa học rất là hay đó, cách để làm cứng hay quá, cho nên là ông nội cho con 10 ngàn để mua cà lê băng thêm nghe không con. Dạ con cảm ơn ông nội. Ủa mà sao con còn chưa đi nữa? Dạ con đang nghiên cứu, con đang suy nghĩ cái này. Ủa con suy nghĩ cái gì mà con cứ cầm con trùng con nhìn hoài vậy? À, nói cho ông nội nghe đi. Tại ông nội ông cũng tò mò muốn biết cái thằng cháu nội nó đang suy nghĩ cái gì phải không? Dạ hôm bữa đó con nói với ông nội đó là lúc con lấy con trùng lên nó mềm quéo queo, rồi cái khơi con nhét nó vô thì con xịt cái keo xịt tóc cho nó thẳng vậy nè, rồi con nhét nó vô cái lỗ được. Nhưng mà bây giờ con đang suy nghĩ không biết làm cách nào để mình lấy cái keo xịt tóc trên người của con trùng này ra. Bởi vì á con đã thử làm rất là nhiều cách rồi mà cái cách nào á nó cũng không được hết trơn á. Thì ổng mới nghe, ổng nói cái gì cách để lấy cây keo xịt tóc ra khỏi người con trùng á, mà bây giờ con suy nghĩ ra chưa, nói cho ông nội biết con suy nghĩ ra cách nào chưa. Dạ con cũng không biết bây giờ con làm cách nào á là con trùng nó cũng bị ruột da rồi chóc da chảy máu, tại vì á mình gỡ không có được là coi như là ruột da ăn trùng luôn à. Trời nó coi chết mẹ rồi, chết rồi cái của mình, chết rồi trời, trời chết rồi, không lẽ ruột da trời. Ông mới nói chết rồi, bây giờ con ơi cháu nội yêu quý ơi, con làm ơn làm phước con nghiên cứu nhanh nhanh cái này nghe không, tại vì cái này nó rất là quan trọng đối với ông nội nha con. Trời ơi mày mà không nghiên cứu ra cái này chắc chết ông nội quá con ơi, chết mẹ rồi, bây giờ ruột da trời, trời ơi trời, chết rồi chết rồi, bây giờ sao mình ngu quá trời ơi, già rồi còn chơi ngu nữa, trời ơi trời. Trời ơi bây giờ thằng cháu nội nó không suy nghĩ ra là mình cũng chết chắc luôn. Nghiên cứu nhanh nhanh về ông nội nha con, chừng nào mà có kết quả thì nhớ nói cho ông nội biết nha, ông nội thưởng tiền cho nhiều nhiều đặng con đi mua cà lem con ăn nghe ông con. Dạ dạ con biết rồi ông nội ơi. Trời ơi kỳ này là ổng ruột da là cái chắc rồi, làm sao mà biết cách nào để mà lấy cái cây tóc ở đây, cái xịt tóc nó dính lên người. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Thì đây là chỉ là một cái câu chuyện tiếu lâm thôi nha mọi người, nó không phải là câu chuyện có thật, cho nên là đôi khi những cái câu chuyện tiếu lâm nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống thôi đó. Thì nếu mà mình nói cái chuyện không đúng mà nó làm cho người khác vui thì đâu có làm hại gì ai đâu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho em. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha, xin chào.